xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Think Pro. Và ngày hôm nay thì các bạn hãy ngồi xuống đây để mình mang đến cho các bạn một chủ đề vô cùng thú vị và mình nghĩ rằng là các bạn sẽ rất quan tâm. Đó chính là trong tầm giá khoảng tầm hơn 20 triệu, chúng ta sẽ có một cái thiết kế đẹp, một cái cấu hình mạnh và một cái màn hình đẹp nữa. Và cụ thể các sản phẩm đó là những sản phẩm nào và chi tiết ra làm sao thì các bạn hãy nhớ theo dõi hết video ngày hôm nay với bọn mình nhá. Và sản phẩm này đang được bán tại cửa hàng Think Pro với mức giá rất ưu đãi và hợp lý. Đương nhiên rồi, link tham khảo mình sẽ để phía bên dưới video. Và các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy cùng đi thôi. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với chiếc Asus ZenBook Q407EQ. Thì chúng ta biết được rằng là Asus ZenBook vẫn luôn mang đến cho chúng ta một cái thiết kế bên ngoài rất là sexy. Bên cạnh đó thì nó được làm bằng chất liệu nhôm liền khối nên là cái việc nhẹ nhàng và mỏng ý thì nó đã được thể hiện trên Asus ZenBook và đặc biệt là với dòng Q407EQ này rồi. Và đối với cái chất liệu nhôm tuy là chất liệu kim loại mỏng nhưng mà nó lại mang đến một cái độ chắc chắn và ổn định nhất định. Đặc biệt là các bạn có thêm một cái bản lề Ergolift để cho các bạn có thể có một cái hệ thống tản nhiệt tốt hơn và bên cạnh đó thoải mái hơn khi mà chúng ta sử dụng các sản phẩm. Và thiết kế bên ngoài thì nó rất là đẹp với một cái màu sắc chúng ta có thể thấy là đặc trưng của dòng Asus ZenBook. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với minh chứng thứ hai, lý do tại sao mà mình lại đánh giá hiệu năng của sản phẩm này mặc dù không phải là chip hiệu năng cao nhưng mà nó vẫn mang đến cho chúng ta một hiệu năng ổn. Với sản phẩm này thì sử dụng bộ vi xử lý AMD Ryzen 5 4500U 6x6 luồng và ngoài ra thì tích hợp card đồ họa GeForce MX350. Và đối với một cái bộ vi xử lý đến từ AMD thì chúng ta thấy được rằng là họ đang dần cải tiến rồi và hiệu năng của nó thì vượt trội hơn rất là nhiều. Trong tầm giá laptop business thì mình nghĩ rằng là hiệu năng của cái sản phẩm này thực sự là một cái hiệu năng rất là ổn định và mạnh mẽ trong cái phân khúc này dành cho các bạn doanh nhân rồi. Và đối với một bộ vi xử lý như thế này thì chúng ta sẽ có thể làm những tác vụ như thế nào? Chúng ta sẽ có thể dùng để sử dụng làm những cái tác vụ đồ họa 2D như là chỉnh sửa ảnh Photoshop Lightroom. Và ngoài ra nếu như chúng ta dùng để cắt ghép video cơ bản thôi thì nó cũng có thể đáp ứng được. Và nếu ai chơi game thì vẫn là ok thôi đúng không? Và mình nghĩ rằng là đối với đối tượng sản phẩm này hướng đến thì hiệu năng như vậy đã đủ để cho chúng ta có thể đáp ứng cái nhu cầu đó rồi. Và về hiệu năng thì mình cũng đã chứng minh rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vấn đề màn hình. Đầu tiên thì màn hình của chiếc Asus ZenBook Q407EQ này thì nó mang đến cho chúng ta một cái màn hình với chất lượng hiển thị cũng như bộ bao phủ màu cao, hơn 90% sRGB và độ sáng rơi vào tầm khoảng hơn 300 nits. Và với một cái độ sáng như thế này thì chắc chắn là chúng ta sẽ có thể làm việc ngoài trời rất là dễ dàng và thoải mái rồi. Bên cạnh đó thì cùng với chất lượng hiển thị và độ bao phủ màu cao như mình vừa nói trên thì nếu như những ai làm về chỉnh sửa ảnh chẳng hạn nhá thì chúng ta sẽ có một cái màu sắc rất là trung thực, rất là tuyệt vời để cho chúng ta có thể đem đi in ấn dễ dàng mà không bị sai màu đâu nhá. Và ngoài ra thì mình sẽ bonus thêm cho các bạn một số những cái ưu điểm nữa. Đầu tiên đó chính là về hệ thống cổng kết nối cũng khá đầy đủ. Chúng ta sẽ có những cổng kết nối như thế nào? Chúng ta sẽ có hai cổng USB Type-C 3.2 Gen 2, một cổng USB Type-A 3.2 Gen 2, một cổng USB Type-A 2.0, một khe thẻ microSD và một cổng truyền HDMI. Và với một cái hệ thống cổng kết nối như thế này thì cũng khá là đa dạng và đầy đủ rồi. Ngoài ra thì thời lượng pin của nó sẽ rơi vào tầm khoảng từ 6 đến 7 tiếng, đủ cho chúng ta làm việc một ngày rồi đúng không nào? Và đối với chiếc Asus ZenBook này thì mình sẽ có cái điểm mình không thích, đó chính là đèn bàn phím thì nó chưa được tối ưu cho lắm. Và bên cạnh đó thì nó không thể nâng cấp được RAM, nên là các bạn nào mua thì cũng hãy nhớ lưu ý vấn đề này để chúng ta có thể lựa chọn những cái option phù hợp nhất đối với bản thân nhá. Và ok, đối với chiếc Asus ZenBook thì mình cũng nói như vậy thôi, mình đã chứng minh cho các bạn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến các sản phẩm tiếp theo, đó chính là chiếc Dell Inspiron 7591. Và đối với sản phẩm này thì chúng ta sẽ có những cái điểm gì nổi bật mà khiến cho mình phải đưa nó vào top như thế này. Đầu tiên đối với chiếc Dell Inspiron 7591 này thì mức giá của nó sẽ rơi vào tầm khoảng 22.990.000. Và trong tầm giá 22 triệu của sản phẩm này thì chúng ta sẽ có một cái bộ vi xử lý hiệu năng cao này, cùng với đó là một cái thiết kế rất nhẹ nhàng. Đầu tiên nhá, chúng ta sẽ đi vào phần hiệu năng trước đi, bởi vì nó sẽ mang đến một cái sự khác biệt so với chiếc Asus ZenBook. Về cấu hình của nó thì nó sở hữu bộ vi xử lý Intel Core i5 thế hệ thứ 9 dòng chip hiệu năng cao 4x8 luồng và card đồ họa rời là GTX 1050. Và đối với một bộ vi xử lý được trang bị trên một chiếc laptop mỏng nhẹ như thế này thì nó sẽ vẫn đáp ứng được những cái nhu cầu của chúng ta, ví dụ như là chúng ta chỉnh sửa ảnh 2D phức tạp hơn này, chúng ta có chỉnh sửa video này, cắt ghép video này, thì đối với sản phẩm này nó
nào cũng có thể đáp ứng được. Tuy nhiên thì đối với những bạn nào làm thường xuyên về dựng hình, tạo hình 3D ấy, thì chiếc laptop này cũng chưa được tối ưu cho lắm về vấn đề đó thôi. Nên là các bạn hãy nhớ lưu ý về cái việc này nhá. Và ok, để cụ thể hơn thì mình cũng sẽ show xuống số bảng Cbench ở đây cho anh em có thể nhìn thấy rõ ràng nhất cái hiệu năng của chiếc Dell Inspiron 7591 này thực sự rất ngon mang đến cho các bạn. Và ok, đối với các đồ họa tích hợp như vậy và đối với một bộ vi xử lý như vậy thì có thể xử lý thoải mái những tác vụ đồ họa của các bạn như mình đã nói trên rồi. Và đối với sản phẩm này thì chúng ta có thể thực hiện những tác vụ đồ họa ví dụ như là 2D, 3D này, 3D nhưng mà cơ bản thôi, thì nhiệt độ của nó cũng dao động ở mức độ vừa phải từ 70 đến 80 độ. Trên một chiếc laptop mỏng nhẹ thì mình nghĩ rằng là nhiệt độ như thế cũng đã chấp nhận được rồi đúng không nào? Và bây giờ thì mình cũng không nói đến quá nhiều về hiệu năng nữa, chúng ta sẽ chuyển sang về vấn đề mình muốn nhắc đến ở đây trong tầm giá 22 triệu là chúng ta đã có hiệu năng cao và thiết kế cực kỳ đẹp. Tại sao mình lại nói như vậy? Chúng ta sẽ có một cái thiết kế bên ngoài bằng chất liệu nhôm liền khối và nó sẽ dày bản hơn so với chiếc Acer ZenBook. Và đối với một chất liệu nhôm thì chúng ta thấy được rằng là nó tuy là không được dày dặn nhưng mà đổi lại nó lại cực kỳ bền bỉ và chắc chắn nhá. Và đặc biệt là với một cái màu bạc thì chúng ta sẽ thấy được rằng là nó mang đến cho chúng ta một cái sự đẹp nhất định, một sự sexy nhất định, và trải nghiệm của nó thì vẫn luôn mang đến một cái trải nghiệm cao cấp và sang trọng dành cho những ai cầm chiếc Dell Inspiron này lên mà chúng ta không bị lo kiểu hơi bị hầm hố quá, hơi bị khỏe khoắn quá. Và đối với chiếc Dell Inspiron 7591 này thì nó cũng mang đến cho chúng ta một cái màn hình rất đẹp với độ phủ màu lên đến 100% sRGB và size màu thì dường như ở con số rất là nhỏ. Bên cạnh đó thì độ sáng của nó cũng rơi vào tầm khoảng hơn 300 nits. Và đối với một chất lượng hiển thị cũng như là độ mau phủ màu như thế này thì chắc chắn rồi nó sẽ có thể thử lý đáp ứng những cái tác vụ đồ họa của các bạn, ví dụ như là chỉnh sửa ảnh liên quan đến màu sắc chẳng hạn, thì nó sẽ có thể đáp ứng rất ngon lành cho các bạn rồi. Và ok, đối với chiếc Dell Inspiron 7591 này thì ngoài ra chúng ta sẽ có những cái điểm cộng gì khác để khiến các bạn quyết định mua ngay sản phẩm này, thực sự nó cực kỳ ngon luôn. Đó chính là nó mang đến cho chúng ta một cái hệ thống cổng kết nối đầy đủ. Chúng ta sẽ có một cổng USB Type-C, ở đây đã tích hợp Thunderbolt 3 rồi nhá. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có ba cổng USB Type-A này, khe thẻ micro SD này. Và đối với hệ thống cổng kết nối như vậy thì cũng khá đầy đủ rồi. Và ngoài ra thì nó còn mang đến một điểm vượt trội nữa, đó chính là khả năng nâng cấp. Thì chúng ta sẽ có thể nâng cấp tối đa 32GB RAM cũng như là 2TB SSD. Và bây giờ thì chúng ta cũng khá là tò mò đến vấn đề thời lượng pin mà mình cũng muốn nhắc đến với các bạn ở đây. Thì thời lượng pin của nó sẽ rơi vào tầm khoảng cho chúng ta từ 7 đến 8 tiếng với những cái tác vụ văn phòng cơ bản. Còn nếu như bạn nào là tác vụ đồ họa chẳng hạn thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 6 tiếng thôi. Và thực sự mình cảm nhận thấy rằng là mỗi một chi tiết của nó đều được hoàn thiện và nó gói gọn trong chiếc Dell Inspiron 7591 này rồi. Thực ra thì khi mà nhắc đến sản phẩm này, cái điểm mình không thích thì rất là ít và dường như là không có. Mình chỉ cảm thấy không thích và chưa ưng ý một cái điểm, đó chính là vì nó làm bằng chất liệu nhôm nên là cái việc mà khi mà chúng ta sử dụng ấy, nó tản nhiệt ra bên ngoài ấy, thì nó hơi nóng lên một chút. Tuy nhiên thì phần kê tay cũng không nóng lên quá nhiều đâu, nên là các bạn cũng không cần phải lo lắng về vấn đề này đâu nhá. Và ok, đối với sản phẩm này thì mình đã đánh giá 9 trên 10 điểm rồi, dường như là quá tuyệt vời trong phân khúc này rồi. Mình sẽ nhắc đến một cái sản phẩm tiếp theo, nó cũng thực sự là một cái sản phẩm vô cùng ấn tượng của nhà Inspiron. Tuy nhiên thì mức giá của nó sẽ cao hơn một chút, nó sẽ rơi vào tầm khoảng 28 triệu. Đó chính là chiếc Dell Inspiron 7501. Và thực sự là khi mà nhìn vào thiết kế bên ngoài hay là những cái yếu tố về bàn phím hay là những cái yếu tố về trải nghiệm thì dường như là các bạn sẽ cảm thấy khó phân biệt. Nhưng mà thực sự một cái điểm mà khiến cho chiếc laptop này trở nên đắt hơn như vậy đó chính là về bộ vi xử lý cũng như là cấu hình. Thì đối với cấu hình của chiếc Dell Inspiron 7501 này, nó sở hữu bộ vi xử lý Intel Core i7-10750H 6x12 luồng và cùng với đó là card đồ họa rời GTX 1650 Ti. Và đối với một bộ vi xử lý như vậy cùng với dòng chip i7 thế hệ thứ 10 hiệu năng cao thì chắc chắn nó sẽ mang đến cho chúng ta một cái trải nghiệm cực ổn. Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ có thể xử lý thoải mái những cái tác vụ văn phòng này hay là Word Excel, chắc chắn không phải một vấn đề gì đúng không? Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thể làm những cái tác vụ đồ họa 2D, mặc dù là đồ họa 3D cũng có thể cân được thoải mái trên cái chiếc Dell Inspiron 7501 này. Và ok, bây giờ thì cũng như thường lệ thôi, mình sẽ để chúng ta nhận biết được cái sự khác nhau nhất giữa các phân khúc nhóm này, đó chính là sự sâu thông số bảng Cbench cho anh em có thể nhìn thấy rõ ràng và chứng minh rằng là cái sức mạnh của sản phẩm này đến đâu. Và đối với sản phẩm này thì mình cũng nói hiệu năng của nó như thế nào rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vấn đề tiếp theo, đó chính là về vấn đề màn hình. Và đối với màn hình của sản phẩm này thì nó mang đến cho chúng ta một cái màn hình vẫn ấn tượng như 7591 thôi. Vẫn một màn hình với 100% sRGB cùng với đó là độ sáng rơi vào tầm khoảng gần 400 nits. Và với một cái độ sáng như vậy cũng như là chất lượng hiển thị, độ bao phủ màu
ổn như vậy thì đương nhiên chúng ta làm ví dụ như là xem YouTube này, chúng ta có thể làm những cái tác vụ về màu sắc này, nó cũng phản ánh màu sắc rất trung thực, màu rất là sâu, và khi mà chúng ta trải nghiệm thì sẽ cảm giác rất là sướng đấy nhá. Và ngoài ra thì viền màn hình của sản phẩm này cũng mang đến cho chúng ta một cái viền màn hình mỏng nữa, nên là kết hợp với tất cả những cái yếu tố đó thì thực sự trải nghiệm trên màn hình của chiếc Dell Inspiron 7501 này thực sự là một cái trải nghiệm tuyệt vời. Và đối với thiết kế bên ngoài thì thực sự nó không khác nhau quá nhiều so với chiếc Dell Inspiron 7591 đâu, nên là mình cũng không nhắc đến quá nhiều ở đây nữa. Nó mang đến cho chúng ta một cái thiết kế bên ngoài vẫn rất là sang trọng thôi, vẫn luôn là một cái sản phẩm cao cấp đến từ Dell. Và ok, nếu như bạn nào mà kiểu như là thích một sự sang trọng nhưng vẫn cần một cái hiệu năng cao, vẫn muốn một cái màn hình đẹp, vẫn muốn một sự sexy, thì chiếc Dell Inspiron 7501 này sẽ là một cái sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời dành cho các bạn. Và ok, đối với sản phẩm này thì chúng ta sẽ có một cái hệ thống bàn phím đầy đủ, sẽ có hỗ trợ bàn phím số này, bên cạnh đó thì hành trình phím sâu, layout phím thì cũng được bố trí rất hợp lý rồi. Và chất liệu nhựa của nó cũng làm bằng chất liệu nhựa cao cấp, nên là cái tiếng của nó phát ra cũng cực kỳ êm luôn. Kết hợp với một bàn lề Eucalypt nữa thì cái trải nghiệm bàn phím của nó mang đến cho chúng ta cực kỳ thoải mái, mặc dù là chúng ta có làm việc trong một thời gian dài đi chăng nữa. Và đối với sản phẩm này thì thời lượng pin của nó cũng ngang ngửa 7591 và hệ thống kết nối cũng rất là đầy đủ. Chúng ta sẽ có một cổng USB Type-C tích hợp Thunderbolt 3 này, hai cổng USB Type-A 3.1 Gen 1 và một khe thẻ microSD. Và nói chung là đối với tầm giá 28 triệu thì mình nghĩ rằng là sản phẩm này cũng cực kỳ xứng đáng dành cho các bạn. Rất là sang trọng, rất là đẹp đúng không? Và trong tầm giá 28 triệu thì mình nghĩ rằng là đây thực sự là một sản phẩm trong mơ dành cho các bạn. Và mình thấy rằng là đối với dòng Dell Inspiron thì mình rất khó có điểm gì để chê ở nhà Dell rồi. Và ngoài ra thì đối với Asus ZenBook thì cũng là một cái sản phẩm mình nghĩ rằng rất ấn tượng và xứng đáng để đưa vào trong cái top này. Và ok, đối với cả ba sản phẩm này thì mình đã mang đến cho các bạn ngày hôm nay rồi, đều là những sản phẩm hiệu năng ổn trong tầm giá, hiệu năng ổn trong cái dòng sản phẩm, đặc biệt là thiết kế bên ngoài đẹp và nhẹ nhàng. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái màn hình đẹp nữa. Các bạn có suy nghĩ gì hay là chia sẻ gì về các sản phẩm này hay không, và các bạn có đồng ý với ý kiến của mình hay không thì hãy nhớ bình luận ở phía bên dưới video. Và nếu các bạn thấy hay đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của Think Pro cũng như là like fanpage của Think Pro nhé. Bye bye.